Rồi ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau nuôi Pokemon để chống thây ma ha. Thì trong cái tập trước thì xin lỗi các bạn là tại do mình xài cái chương trình OBS này nó chưa có quen. Thành ra là nhiều lúc mình chỉnh cái độ phân giải nó không có đúng. Tại vì bữa trước mình quay cái CV xong á thì mình quên chỉnh lại. Mà các bạn biết là cái này nó không phải là cắt màn hình như là cái chương trình kia, mà nó bắt chúng ta phải chỉnh khá nhiều thứ. Hôm bữa mình khá là bận, thành ra úp video xong mình không có coi lại, thành ra không biết. Nó thành ra giờ các bạn xem được phân giải 240 thì thôi mình xin lỗi ha. Nói chung là vẫn cảm ơn các bạn đã ủng hộ và góp ý cho cái kênh của mình, đặc biệt là các bạn mà nhắn tin góp ý cho mình đó, mình rất là biết ơn các bạn ha. Rồi đây là một cái màn chơi mà nó sẽ khó hơn nha các bạn, tại vì cái màn này á, là mấy con zombie này nó sẽ đa dạng hơn và nó sẽ chịu trận giỏi hơn, nó chúng ta không chơi theo cách cũ được đâu. Thành ra giờ phải dùng đá nè, rồi dùng cái chông nè, cái này. À mà chết màu vậy thì không có con để mà dùng cái bắn. Con trong này là nó phải đi với lại cái con ở này không có con nhĩ xào, thôi khỏi con cục này. Phải dùng con này để cho nó đi chậm lại thì trong mới đâm được nhiều. Ngoài ra thì để xem nào. Thôi khỏi cần con này đi, lấy con này. Có con dậm được rồi. À không có con nổ luôn thì hơi dở, phải có con nổ nữa. Ây chà. Mà thôi ở dưới nước ít khi nó xuống, lấy con trên bờ quan trọng hơn. Tại sao mình lấy cái con này để lát mình giải thích. Nó rất là hay nha các bạn, mặc dù là số lượng nó ít nhưng mà cái con này dùng cực kỳ hiệu quả luôn. Đặc biệt mấy cái màn có sân dưới nước này, dù là buổi tối hay ban ngày cái con này cũng rất thực dụng. Mặc dù là đam của nó không mạnh nhưng mà thật sự chỉ còn một con thôi là đủ cho 6 hàng luôn các bạn. Khỏi dùng con này là khỏi cần sợ sợ gì ta, à sợ mấy cái con bong bóng đúng rồi. Bình thường các bạn phải đặt từ 5 đến 6 cây xương rầu nữa mà chống mấy con bong bóng, nhưng mà chỉ cần một con này thôi nó bắn đủ hàng luôn. Thậm chí là mấy cái con mà đào hầm là cũng đụng con này là cũng tỏi ngay, dặm bể đầu nó ngay. Rồi xong cho nó ăn con gấu đi. Rồi lúc mà chúng ta phải thí để mà làm kế hoãn binh thôi các bạn, chứ giờ chúng ta không đủ nguồn lực để mà chơi ngay. Cái nguồn lực rất quan trọng. Dặm bể đầu nó cho anh. Rồi ok, chúng ta có một con rồi. Ok, làm chậm nó lại. Chậm bể đầu nó. Ủa sao cái con kia nổ trước trời? Lỗi game à. Lỗi game rồi. Rồi thôi chịu, cho mất hàng đó đi. Lỗi gì phải chịu thôi, biết sao giờ. Đây. Rồi xong. Để xuống cái đã, mình từ từ tính. Tới rồi. Dưới nước tới rồi. Đây, đặt con này xuống. Đó, nó bắn về là khỏi ok luôn. Nó muốn đi đường nào vô cũng được. Nhưng mà không có con gì đỡ đạn cho nó thì cũng không ổn. Con gấu xong lên là phải đây đỡ đạn cho nó ngay.
Để xuống. Nãy giờ chưa cắm trông được luôn đó. Cái trông mà này rất lợi, tại vì nó sẽ nằm ở dưới đất, tụi nó không bắn được. Cái trông rất là lợi. Ở dưới nước một con thôi cũng tạm thời là đủ rồi đó, không cần tới con thứ hai luôn. Rồi, ngon. Rồi, hay, chúng ta có cây trông rồi. Đã. Rồi, cái con gấu này che lại. Nhanh. À ok, hay, để xuống nhanh. Rồi. Nó lì quá. Con gấu này nó trâu quá. À đây rồi, được con nữa rồi, hay. Rồi gấu ơi, ráng lên, ráng lên. Rồi xong lũng đầu, hay. Ok. Để con này xuống trước. Rồi đó, có hỗ trợ rồi, tuyệt vời. Để xuống luôn. Để xuống. Con này dặm, con này chưa đâm chưa chết thì con sao đâm tiếp. Đó. Ok, màn này là trận thế là ổn rồi. Rồi, trận thế đã bày xong. Tuyệt vời. À, cái con già, cái con dặm là nó cũng có nè, nó không biết ngay. Cũng may là nó chết nha, giờ hai hàng thôi là đủ chết nó rồi. Con gấu này thì chịu đạn tốt, chỉ là nó bị ăn thì mau thôi, chứ mà vậy thì không làm khó được nó đâu. Đó, màn này đội hình chỉ cần vậy thôi là ok nè. Ê, mà con này thì nguy hiểm. Làm lạnh nó ngay. Nó thả cái con nó xuống là phần nguyên hàng của mình đó. Tiền thì giờ không thiếu mà chỉ sợ hồi không kịp thôi. À đó, hên quá. Để thêm con xuống nữa. Đội hình đẹp, không đẹp cũng được. Vậy đi, thêm hỏa lực. Hai con bắn chưa đủ đô các bạn. Nó chỉ là đủ để cho chúng ta không bị áp đảo thôi, chứ mà không đủ để mà chặn, chưa đủ để chặn đối phương đâu. Nhất là tụi nó có mấy con khá là lì. Mấy con này màu tím, tức là nó tương ứng như cục đá bự nè. Thật ra cái đó là cái hảo chó chứ không phải cục đá, mà mình gọi nó cục đá quen rồi. Đa phần anh em game thủ Việt Nam chơi cái này toàn nhầm vậy không à. Nhìn nó cứ như cục đá đó, ai biết cái quả ốc chó đâu, tại cái đó cũng không phổ biến lắm ở Việt Nam. Rồi ok, hay. Cái này gọi là chiến thuật kiềm chế. Nói chung là áp chế, không cho nó đi nhanh. Bắt nó đi chậm lại là cho nó dậm trông nhiều vô. Mình đỡ tốn. Chứ trận này mà các bạn bày trận hỏa lực bày không kịp đâu. Tại vì chúng ta không có đủ nguồn lực để chơi. Rồi ok, mình đâu đầy đủ. Rồi ok, nó bắt đầu, hay. Rồi rụng đầu, tuyệt vời.
Rồi đó, hay quá, nó chưa kịp cắn đó là nó mất đầu rồi. Đó, quả lực đó, thêm một cây nữa thôi là đủ rồi. Nó có con này rồi. Pikachu gì này? Cái con này là nó là cái con bắn 4 phát nè. Chơi mà dùng chơi cái con hệ lửa đó, dùng con bắn 4 phát này một hàng thôi nó bắn mắc rồi may luôn. Lửa mà xuống nước luôn à, kinh vậy. Rồi ok, để dự phòng. Rồi. Để xuống vậy luôn. Rồi ngon. Nói chung là thấy ổn rồi mới dám bỏ cây chứ không là dễ chết lắm. Ok, bây giờ bốn cái cây này nó bắn thì đẹp không thể tả. Bắn đi, bắn đi. Nhiệt tình vô. Bốn cái cây mà nó bắn nó dồn hỏa lực đã không? Tại con nào ở gần nó sẽ ưu tiên nó bắn trước. Hoặc là những con nào nó đi vô sau thì nó sẽ ưu tiên nó bắn trước. Nó dồn hỏa lực vô một chỗ thành ra mấy con zombie chết lẹ lắm. Rồi các bạn chơi như mấy con bình thường, hàng nào nó bắn hàng đó hoặc là nó không bắn đằng sau được, nó rất bất lợi. Con này nó bắn 360 độ luôn. Cái con sau biển nó bắn nhưng mà vẫn có góc mù, nó vẫn có điểm mù. Còn con này nó bắn là không có điểm mù luôn. Các bạn nó đi hướng nào, ở vị trí nào cũng chơi được tốt. Có con này là rất lợi. Màn này mình vừa chơi trông mà vừa chơi gai nhọn nữa thì quá là kinh khủng. Rồi ok. Mình xài cái con gấu bự chưa chắc lợi bằng con gấu này, tại con gấu này nó hồi nhanh mà giá nó rẻ. Con gấu bự 125 rồi, con này có 50 à. Rồi mất đầu liền, không cho nó dặm mình. Đấy. Cái con này có tác dụng bắn là kiềm chế nó lại thôi. Hỏa lực thì lần này là chủ yếu ở dưới nước. Ở trên bộ là kiềm chế và đánh hao rút sinh lực nó dần dần thôi, còn hỏa lực tập trung là ở dưới nước. Mặc dù là tại nước, cái phần nước nó hơi hẹp cho nên là mình không có trồng nhiều cái này được. Thật ra giờ mình sắn bớt hoa đi rồi mình trồng cái cây sen này cũng được chứ. Cái cây gai này cũng được chứ, nhưng mà thôi đủ rồi, 4 cây là nó bắn là mát rồi may rồi các bạn. Rồi không kịp giảm mền luôn à. Ok. Rồi video xin kết thúc ở đây ha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Lâm Bất Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.